Hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài về rơi tự do và chuyển động ném theo phương tiện đứng nha. Với chuyển động ném thì chúng ta sẽ có những cái một cái chủ đề khác về chuyển động ném, như là ném xuyên và ném ngang. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta chỉ gói gọn lại cái phần này, nó sẽ tương ứng với rơi tự do và chuyển động ném. Đầu tiên nhắc lại các bạn lý thuyết một chút. Thứ nhất, chuyển động rơi tự do và chuyển động ném theo phương tiện đứng, cả hai chuyển động này về mặt tính chất nó đều là chuyển động thẳng và biến đổi đều. Nó biến đổi đều với cái gia tốc. Gia tốc này có độ lớn là g, g người ta gọi đó là gia tốc trọng trường nha. Chúng ta sẽ không phân biệt chúng ta sẽ không phân biệt là cái chuyển động này ném lên trên hay là ném xuống dưới, ném thẳng đứng lên trên hay là ném thẳng đứng xuống dưới. Các vật mà chuyển động trong trọng trường thì về cơ bản các vật chuyển động trong trọng trường thì về cơ bản là gia tốc của nó sẽ có độ lớn là bằng g. Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ cho các bạn về hai cái mô hình, hai cách mà chúng ta chọn hệ trục tọa độ để chúng ta khảo sát chuyển động rơi tự do và chuyển động ném thẳng đứng. Ví dụ với chuyển động rơi tự do, thầy chọn góc tọa độ O là tại cái vị trí mà chúng ta bắt đầu chúng ta thả vật, chiều dương thì chọn hướng xuống. Còn với chuyển động ném theo phương thẳng đứng, tức là người ta ném một vật lên phương thẳng đứng, ở đây thì chọn góc tọa độ O là tại mặt đất và chiều dương hướng lên. Thế thì cái việc mà chúng ta chọn hệ trục tọa độ có chiều dương nó khác nhau như thế này á, thì nó sẽ có ảnh hưởng gì đến đến cái phương trình mình viết ra hay không? Đấy, Phượng Phượng học rồi thì Phượng sẽ trình bày cho thầy suy nghĩ xem với cái việc mình chọn cái chiều dương của các hệ trục tọa độ như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến các cái phương trình mà mình viết ra hay không? Thưa thầy là mình chọn chiều dương nó khác nhau thì cái phương trình ví dụ như là cái vị trí yên không của nó là nó sẽ thay đổi và cái chiều của cái vận tốc ban đầu và gia tốc nó cũng sẽ trái ngược giống nhau. Ở đây chúng ta để ý này, các cái đại lượng vector như là vận tốc, như là gia tốc, thì khi mà chúng ta biểu diễn nó dưới dạng đại số thì cái dấu của đại lượng đó nó sẽ cho chúng ta biết cái chiều của vector. Thầy lấy ví dụ, chúng ta biết rằng là trong mọi tình huống thì vector gia tốc trọng trường là vector g của mình ấy, bao giờ nó cũng sẽ có phương tiện đứng và chiều từ trên xuống cả trong mọi tình huống. Thì ở trong trường hợp thứ nhất, thầy chọn chiều dương hướng xuống, thì lúc này là vector g của mình nó cùng phương cùng chiều với chiều dương mình chọn, do đó gia tốc bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn là cộng g. Ngược lại, ở trong tình huống bên phải thì khi mà chúng ta chọn chiều dương hướng lên tức là ngược lại với chiều của vector gia tốc trọng trường g, thì khi lúc này chúng ta sẽ có là gia tốc a của mình nó sẽ là trừ g. Để chúng ta để ý điều đó. Ví dụ như vận tốc của mình là một đại lượng vector, trong hệ trục tọa độ mà chúng ta chọn thế này thì cái v0 của mình nó cùng phương cùng chiều với y. Do đó các cái số hạng mà liên quan đến v0 thì chúng ta sẽ biểu diễn là cộng v0. Cộng v0. Được chưa nào? Cái điều này thì bạn Thảo đã biết chưa? Thảo nắm được chưa nào? Dạ nắm được rồi thầy. Rồi, chúng ta sẽ sang ví dụ. Bài giảng này là văn dễ nghe, không 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 khó. Cho sợ các bạn không không tiếp cận được thì thầy đã chia nhỏ các bài giảng ra rồi. Rồi, chúng ta sau khi học xong thì thầy sẽ lưu lại video, các bạn có thể lên YouTube mà xem lại nghe. Rồi, chúng ta sẽ sang ví dụ số 1. Ví dụ số 1 như sau. Một hòn đá được thả rơi từ một đỉnh tháp khi hòn đá này đi được quãng đường là 5 mét, thì một hòn đá khác nằm dưới đỉnh tháp 2,25 mét được thả rơi tự do. Thả rơi tự do. Cho biết rằng là cả hai hòn đá này đều chạm đất cùng một lúc, xác định độ cao của đỉnh tháp. Câu này Phượng làm chưa? Làm rồi ạ. Các bạn, cái thời gian mình học thì một tuần 2 buổi thì nó cũng không nhiều, các bạn có thể tranh thủ thời gian khi mình thi xong á, mình có thể làm à, làm để mình nhớ bài để mình thi. Cái kỳ thi lớp 11, học sinh giỏi lớp 11 nó rất là vừa sức với các bạn này, chúng ta nên cố gắng ta thi. Rồi, Phượng làm được kết quả là bao nhiêu đấy? Dạ, kết quả là H là bằng 45 mét. Bạn Phượng làm được khác, bằng 45 mét. Thảo làm chưa? Thảo nghe không? Thảo Thảo làm gì vậy? Thảo đó rồi ta.
Cường làm chưa em? Tháo ao ra ngoài rồi. Cường làm rồi hả? Cường làm kết quả là bao nhiêu? Hát bằng 45 m. Rồi Cường trình bày cho thầy nghe xem Cường làm như thế nào. Mà Cường thứ nhất là Cường các cái hòn đá thứ nhất sẽ là hòn 2G T1 bằng 5, để tính được T1 bằng giây. Hòn của hòn đá thứ nhất ngay tại cuối cái đoạn đường đó sẽ là T1 bằng G T1 bằng giây. Còn độ cao của tháp là H. H trừ 5 bằng V1 nhân với T cộng 1,2 giờ đường. H trừ 25 sẽ bằng 1,2 giờ trở lên bình. Thì ta sẽ tính được T bằng 2 giây và thay vào sẽ được H bằng 45. Ở đây mình có thể tọa độ như cách bạn bạn Cường nói, hoặc là mình có thể tính tính quãng đường. À, mà tôi nhắc Cường là các cái bài giảng về về toán là Cường phải xem lại Cường nghe Cường để mới học phần nâng cao được. Ví dụ như bài giảng này thì mình chưa chưa sử dụng cái công cụ toán nào cả thì Cường có thể làm được. Hay có những bài mà nó chuyên sâu hơn, nó đòi hỏi Cường phải biết được phép toán đạo hàm tích phân, thì cái đó là thầy đã gỡ rồi, Cường phải xem các bài toán các cái công thức về tích phân đạo hàm đó nha Cường. Ở đây thì mình có thể sử dụng các phương trình về quãng đường chẳng hạn. Đây là vị trí mà gọi H là độ cao của tòa tháp đi, thì cái hòn đá thứ nhất được thả ở vị trí này, thì lúc nếu ta gọi T là thời gian chuyển động của hòn đá thứ nhất thì lúc này chúng ta sẽ có là H nó sẽ bằng là 1 phần 2 này nhân G nhân cho T bình. Để chúng ta thay vào chúng ta sẽ tường minh G ra luôn đi. Tường minh G ra luôn. Thì lúc này có phải là H nó sẽ bằng là 5 5 T bình đúng như nào? Hòn đá thứ hai thì được thả ở vị trí nó thấp hơn H một đoạn là 25 m. Như vậy hòn đá thứ hai nó sẽ được thả ở vị trí thấp hơn hòn đá là 25 m. 25 m. Thì lúc này có phải là cái phương trình quãng đường đi được của cái hòn đá số 2 nó sẽ là H trừ 25 nó sẽ bằng là 1 phần 2 G GT phẩy bình. T phẩy ra chính là cái thời gian chuyển động của hòn đá số 2 nha. Thời gian chuyển động hòn đá số 2. Về cơ bản thì cái thời gian chuyển động của hòn đá số 2 và cái thời gian chuyển động của hòn đá số nhất thứ nhất thì nó sẽ khác nhau. Nó sẽ khác nhau. Cụ thể là cái thời gian chuyển động của hòn đá số 2 nó sẽ ít hơn so với hòn đá thứ nhất, bởi vì hòn đá thứ nhất nó đã đi được quãng đường 5 mét rồi, hòn đá thứ hai mới được thả mà. Vậy là chúng ta sẽ có là có phải là cái T phẩy của mình nó sẽ bằng T trừ cho một cái lượng thời gian ứng với cái quãng đường mà vật thứ nhất đi được 5 mét. Áp dụng công thức của rơi tự do thì lúc này chúng ta sẽ có là 2 nhân cho 5 này chia cho 10. Vậy là chúng ta được bằng 1. Thế thì T phẩy của mình nó sẽ bằng là T trừ cho 1. T phẩy bằng T trừ 1. Vậy thì chúng ta sẽ tổng kết lại, chúng ta sẽ có hai cái phương trình quãng đường đi được như sau. Chúng ta sẽ có này. H nó sẽ bằng là 5 5 T bình, còn H mà trừ cho 25 thì nó sẽ bằng là 5 T trừ cho 1 bình. Đến nơi thì các bạn có thể giải bằng cách là chúng ta sẽ trừ vế theo vế chẳng hạn, thì các bạn sẽ tìm được là thời gian chuyển động, tổng thời gian chuyển động của mình là T bằng 3 giây và độ cao H của mình là sẽ bằng là 45 mét. Đấy. Phượng làm cách này hay làm theo cách sử dụng cái phương trình chuyển động giống như bạn được. Là em đã được tình trình chuyển động rồi cho hai cái cho cả hai cái em gặp nhau. Đúng rồi, đấy cũng được nha. Nhưng mà cơ bản mình phải phải nắm được là cái thời gian chuyển động của hòn đá số 2 á, nó sẽ ít hơn thời gian chuyển động của hòn đá thứ nhất là một giây. Một giây chúng ta có thể tính ra. Rồi ví dụ số 2. Từ núi đá một người buông một à, từ một cái vách núi người ta buông một hòn đá rơi xuống vực sâu. Từ lúc buông cho đến khi nghe tiếng đá chạm vào là đáy vực thì hết 6,5 giây.
Lá G bằng 10 m trên giây bình, vận tốc truyền âm là 360 m trên giây. Tính thời gian rơi này, rồi tính khoảng cách từ núi đến lấy vực. Câu này Phượng làm chưa? Lên rồi ạ. Phượng làm được kết quả là bao nhiêu? Là 6 giây, câu B là 180 m. Câu A là 6 giây, câu B là 180 m. Các cái kỳ thi học sinh giỏi lớp 11 nó rất là vừa sức với các bạn này, các bạn cố gắng học kỹ vào. Chắc chưa vào. Cường làm câu này chưa? Thảo nó đi đâu, nó đi ra rồi đi vào liên tục với ta. Cường ở đâu mà nói tiếng không không giống ở Đông Phù Cát nhỉ? À Tuy Phước. À đúng rồi. Nhầm nhầm thì nhầm. Tuy Phước nhưng mà hình như cái tiếng của em nó cũng không giống tiếng Bình Định lắm. À, chúng ta sẽ làm như thế nào? Thảo làm chưa? Thảo thích chạy ra rồi lại chạy vào. Thảo ở đâu rồi nhỉ? Người ta thả một cái hòn đá từ trên từ một cái độ cao nào đó, độ cao H nào đó xuống một cái đáy vực. Và sau đó người ta lại nghe thấy tiếng cái hòn đá nó va chạm vào đáy vực. Và thì cái thời gian kể từ lúc thả mà đến khi mà cái người này nghe được tiếng của hòn đá, chúng ta hiểu rằng là nó sẽ gồm hai khoảng thời gian. Khoảng thứ nhất là T1 để hòn đá nó rơi. Vậy thì T1 nó sẽ bằng là rơi này là rơi tự do nghe, bằng 2H chia cho G. Khoảng thời gian thứ hai là khoảng thời gian để cho cái âm mà tiếng hòn đá nó va chạm vào vách, nó truyền ngược lên trên vách núi. Và thời gian này nó sẽ tương ứng là thời gian này T2 của mình sẽ tương ứng là bằng H chia cho vận tốc truyền âm. Theo giả thuyết của bài toán thì chúng ta sẽ có là T bằng T1 cộng T2, tất cả là bằng 6,5 giây. Từ đây chúng ta tương đương ra được này, 2H là cái mà chúng ta cần tìm này, G là mình lấy bằng 10 ngang, T2 thì mình sẽ lấy H chia cho vận tốc truyền là 360 bằng 6,5 giây. Nhưng mà từ đây anh sẽ tìm được H. Theo kết quả bàn Phượng thì nó bằng là 180 mét này. Còn thời gian mình sẽ tính được là bằng 6 giây. Vậy nào. Câu này có thể là dễ nhưng bạn vẫn làm được bình thường. Ví dụ số 3. Thảo nắm được bài cho em. Sao nãy giờ không thấy trả lời gì hết nhỉ? Ví dụ 3. Từ một đỉnh tháp, một người buông rơi một vật. Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 10 mét thì người ta buông buông tiếp một vật thứ hai. Chọn góc thời gian là lúc hai vật. Chọn góc thời gian là lúc thả rơi vật thứ nhất, xác định thời gian hai vật này chạm vào nhau. Con này Phượng làm chưa? Rồi. Thời gian hai vật chạm vào nhau là bao nhiêu giây em? Dạ, 0,6 giây. 0,6 giây. Cường làm chưa? Dạ, đúng rồi. Cường làm được thời gian nó chạm bao nhiêu là mấy giây? Em 1,5 giây. Phượng làm 0,6 giây hả? Rồi, Phượng trình bày cho thầy nghe xem. là nhìn chọn góc thời gian là lúc thả bằng một góc tọa độ là đỉnh tháp thì khi mà hai vật chạm nhau thì ta có là y1 bằng 2 là y1 là bằng 1/2 g nhân t bình bằng bằng 2 là bằng 1 cộng cho 1/2 g nhân t trừ 1 bình. Y2 là gì em? Y2 là bằng gì? Em lộn rồi. Nhận bằng 10 cộng cho 1/2 g nhân t trừ 1 bình. 10 này cộng cho 1/2 này. T T T trừ 1 bình đúng không? Ừ, Dạ. đúng rồi. Cho hai này bằng nhau. Đúng chưa? Dạ. Cho hai này bằng nhau. Y1 lại bằng Y2, em tính là xem lúc này T bằng bao nhiêu? 1,5 có đúng không? Kiểm tra kết quả bạn Cường này. Dùng 1,5 đó thôi. Đúng là 1,5. Rồi, chúng ta sang chủ đề số 2, đó là các bài toán về ném.
ném ở đây, cái bài toán ném thì nó sẽ khác cái bài toán rơi thẻ rơi ở chỗ là nó sẽ có vận tốc ban đầu. Còn cái bài toán về thẻ rơi thì cái vận tốc ban đầu của nó là bằng không nha. Bây giờ chúng ta có một vật được ném thẳng đứng với vận tốc ban đầu là v0 bằng 40 m/s. Lái gia tốc trọng trường là g bằng 10. Vẽ đồ thị AT, VT và ST theo thời gian. Như vậy để cho cái kết quả đồ thị của mình nó sẽ đồng đều thì ở đây chúng ta sẽ chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Đây là mặt đất của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn hệ trục tọa độ với góc tọa độ là tại mặt đất này. Chiều dương của mình là hướng lên. Chiều dương của mình hướng lên. Vật của mình thì được ném thẳng đứng với vận tốc ban đầu là v0. Bây giờ bài toán yêu cầu chúng ta sẽ vẽ đồ thị AT, VT và ST. Đầu tiên thì đồ thị AT trước. Theo bạn Phượng thì có cái đồ thị AT nó sẽ có dạng như thế nào? Dạ. Đồ thị AT là một một đường thẳng ở phía dưới chiều âm là có độ lớn là trừ g. Tức là đồ thị của mình nó sẽ có dạng là như này, ý của bạn Phượng là AT bằng trừ G thế này. Đúng không Phượng? Theo Cường thì sao? Đồ thị bạn vẽ như thế thì đã được chưa? Đồ thị AT là parabol. Sao sao bạn 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 Cường nghĩ là đồ thị nó là parabol Cường nhỉ? Thứ nhất bản thân mình biết nên nên hiểu thế này này, nếu cái đồ thị gia tốc theo thời gian mà nó có dạng là một parabol đó, thì về mặt hàm số thì a của mình nó phải là một cái tam thức bậc hai hoặc là một cái hàm bậc hai của t, đúng nào? Nếu mà cái đồ thị gia tốc theo thời gian là một parabol thì bản thân mình hiểu rằng về toán học thì cái gia tốc của mình nó phải là một cái hàm của bậc hai của t t bạn Cường rõ chỗ này không nào? Đấy, nhưng mà mình thấy rằng là cái chuyển động ném như thế này á, chuyển động ném như thế này thì cái gia tốc của mình nó không phải là một cái hàm bậc hai, nó không phải, mà nó là một hàng số. Gia tốc của mình lúc nãy ở đầu bài đã nói các bạn rồi, gia tốc của mình nó về mặt độ lớn nó sẽ luôn bằng g, luôn bằng g. Mà ở đây chúng ta thấy rằng là g của mình là nó hướng thẳng đứng chiều từ trên xuống, mà cái chiều dương y của mình là chọn hướng lên. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng là trong suốt cái thời gian chuyển động của vật thì gia tốc của mình nó sẽ luôn là trừ g, do đó chúng ta vẽ đồ thị giống như bạn Phượng là chuẩn rồi, được chưa nào? Rồi tiếp theo, có vẻ bạn Phượng rất là nắm bài rất kỹ này, rất phù hợp để chúng ta thi lớp 11 này. Câu B, đồ thị VT thì sao Phượng nhỉ? Dạ, là một dạng thẳng có điểm đầu là P bằng 40 m/s. Cách trục trục OT là tại điểm T bằng 4 giây. Tiền 4 giây. Điểm điểm cuối là trừ trừ 40 Trừ 40. tại thời điểm là 8 giây. Đây. Và điểm chỗ này là 8 giây này đúng không nè? Chỗ này là 4 giây. Điểm này nó là trừ 40, điểm này nó là 40. Như vậy thì lý giải cho các bạn biết rằng là thứ nhất là trong cái đồ thị nó chia thành hai phần, cái phần nằm trên trục, nằm cái phần nằm về phía giá trị dương của V và cái phần nằm về phía giá trị âm của V. Trong đó cái phần mà nằm về phía giá trị dương của V thì lúc đó nó sẽ tương ứng là vật của mình đang đi lên. Đang lên. Nó đang đi lên thì vận tốc của nó sẽ giảm dần. Giảm dần bởi vì cái quy luật của mình là gì? V nó sẽ bằng là V0 trừ cho GT mà. Càng đi lên thì nó sẽ càng giảm dần. Và nó sẽ bằng 0 tại T bằng 4 giây. Bằng 0 tại T bằng 4 giây. Chúng ta sẽ thay lại dựa vào số liệu bài toán này, V bằng 0 thì chúng ta có V0 của mình đề bài cho là bằng bằng 4 này. G là 10 này,
Đấy, từ đây chúng ta sẽ tính được là T của mình là sẽ bằng V cộng hơn bao nhiêu nha, 40 chứ, 40, nhưng mà T của mình là sẽ bằng 4 giây. 4 giây, như vậy là 4 giây là tại thời điểm 4 giây là vật của mình là sẽ đạt đến cái đỉnh của quỹ đạo. Đây, đi đến đây này. Rồi sau đó nó sẽ rơi xuống. Và cái chuyển động rơi xuống của mình là cái chuyển động này là nhanh dần đều. Trong giai đoạn mà từ cái chuyển động khi mà đi lên ấy, thì chuyển động của mình là chậm dần đều. Đấy, còn cái chuyển động mà đi xuống là chuyển động nhanh dần đều. Nhanh dần đều. Nha. Và nó sẽ chạm đất vào thời điểm T bằng bằng 8 giây. Lúc này vận tốc của mình nó sẽ có giá trị là trừ 40, tức là về mặt độ lớn nó sẽ bằng vận tốc lúc ném lên. Nhưng mà dấu thì nó sẽ ngược lại, tức là gì, chúng ta sẽ hình dung là tại mặt đất chúng ta ném vật lên với cái tốc độ bằng bao nhiêu thì vật sau khi nó chuyển động trên không khí xong rồi nó sẽ rơi xuống tại mặt đất với cái tốc độ đúng bằng lúc ném. Điều này nó cũng sẽ dễ hiểu thôi, bởi vì chúng ta dựa vào cái sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng thì chúng ta nhận thấy rằng là nó phải bằng nhau về mặt năng lượng, nó là như thế. Bạn cường được chưa nào? Rồi còn cái đồ thị mà quãng đường thời gian thì Phượng vẽ thế nào đây? Đường chỉ quãng đường là một parabol có cả bề chính là 44 với cả 80. Ủa, hôm trước Phượng có đi thi lớp 12 con Phượng nha? Dạ có ạ. À, có hả? Rồi, đồ thị là như này. Đỉnh của mình là 80 này, 40 này, tức là cái đỉnh đô thị nó sẽ tương ứng với cái vị trí mà vật đổi chiều chuyển động. Được chưa nào? Cái phương trình quãng đường này thì các bạn có thể vẽ ra dựa vào cái phương trình quãng đường mà vật đi được trong chuyển động ném này. Khi mà nó chuyển động, chúng ta sẽ có x là bằng là v0t này cộng cho 1 phần 2 at bình. Với chuyển động ném này thì chúng ta sẽ có là quãng đường, với chuyển động ném này lên thì chúng ta sẽ có quãng đường là s của mình là sẽ bằng là v0t này là cùng với chiều dương này, rồi trừ cho 1 phần 2 g gt bình. Từ đây chúng ta sẽ vẽ được cái dạng đồ thị nó là như thế. Chúng ta sang ví dụ số 2. Một hòn đá được ném thẳng đứng từ đỉnh lên trên, từ đỉnh đến một tòa tháp thì thời gian để nó chạm đất là t1. Nếu cũng từ đỉnh của tòa tháp này ném thẳng đứng hòn đá xuống dưới với cùng vận tốc ban đầu như trường hợp trước thì thời gian để nó chạm đất là t2. Xác định thời gian để hòn đá chạm đất nếu được thả tự do trực tiếp từ đỉnh của tòa tháp này. Thả tự do trực tiếp từ đỉnh của tòa tháp này. Bạn Cường làm cái này chưa? Cường làm chưa đây em? Cường làm kết quả là biểu thức của mình là gì? Chương trình chưa tính được kết quả. Phượng làm được kết quả chưa? Kết quả bằng Phượng là gì đấy? Là bằng căn T1 T thì bằng căn bậc 2 của T1 nhân T2. Để dễ hình dung thì chúng ta sẽ vẽ ra thế này này. Đây là đỉnh, đây là mặt đất này. Đây là tòa tháp, nó có độ cao là h đi. Chúng ta sẽ có 3 tình huống ngang. Tình huống thứ nhất là ném thẳng đứng hướng lên. Tình huống thứ hai là ném thẳng đứng hướng xuống. Và tình huống thứ ba là thả rơi tự do. Trong đó tình huống thứ nhất thì thời gian chuyển động của nó là T1. Tình huống thứ hai thì thời gian chuyển động của nó là T2. Còn tình huống thứ ba thời gian chuyển động của nó là T. Và chúng ta cần tìm mối liên hệ giữa T với T1 và T2. Để đơn giản thì chúng ta sẽ chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Chúng ta có thể thống nhất là chúng ta chọn góc tọa độ O là tại mặt đất này, chiều dương chúng ta chọn hướng lên. Khi đó với trường hợp thứ nhất thì chúng ta sẽ có phương trình chuyển động, nó sẽ có dạng là gì? Y1 nó sẽ bằng là độ cao này, đúng chưa? Cộng cho
V0T này trừ cho 1 phần 2 A AT bình. AT bình. Thế bây giờ thời gian chuyển động ở trong trường hợp này người ta gọi là T1, thời gian chuyển động, tức là cái chuyển động này nó sẽ dừng lại ứng với trường đứng ứng với cái trường hợp là cái vật của mình nó chạm vào mặt đất, tức là y của nó bằng không. Và phương trình của mình sẽ có dạng là H0 này cộng cho V0 nhân cho T1 này trừ cho 1 phần 2 này. A bây giờ là G này. T T1 bình, phương trình này thì gọi là phương trình số 1. Một cách tương tự với trường hợp số 2 là người ta ném hướng xuống, vậy thì Y2 của mình này chúng ta sẽ viết trực tiếp luôn. Nó sẽ bằng là H0 này trừ V0T này trừ 1 phần 2 GT bình. Cái thời gian để nó rơi là T2, như vậy Y2 bằng 0 này. H ta ghi lại nha. V0 T2 trừ 1 phần 2 GT2 bình. Phương trình này thì gọi là phương trình số 2. Thế bây giờ từ chúng ta nhét sơ sang bên này, chúng ta biết rằng là trường hợp số 3 là cái thời gian là vật rơi tự do, thì cái thời gian của nó sẽ bằng căn bậc 2 của 2H chia G. 2H chia G. Bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào ở cái phương trình này đây? Từ 1 và 2 thì chúng ta sẽ xử lý ra làm sao? Thảo xử lý như thế nào ở chỗ cái phương trình 1 và 2? Phượng chứ Thảo nó ao ra ngoài rồi mà Phượng. Là mình chuyển cái H0 rồi cho cái H0 của hai vế bằng nhau, là sau đó là mình tính ra cái V0 nó là bằng 1 phần 2 G nhân cho T1 trừ T2, xong rồi mình thế vào một trong hai phương trình để mình tìm H, rồi mình thế được T. Ở đây thì thầy có thể đề xuất một cái cách xử lý như sau. Phương trình 1 là phương trình đai ngang, phương trình 2 là phương trình dưới ngang. Như vậy là thầy sẽ, tức là để chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ loại bỏ cái V0 đi mà. Ta loại bỏ V0 đi. Do đó thầy sẽ xử lý bằng cách là thầy sẽ ở phương trình số 1 thầy sẽ nhân 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 hai vế cho T2, như vậy chúng ta sẽ được là H0 T2 này cộng này V0 này T1 này T2 này trừ 1 phần 2 G T1 bình T2. Phương trình số 2 thì thầy nhân cho T1 trừ V0 T1 T2 trừ 1 phần 2 G T2 bình T1. Bây giờ thầy mới cộng vế theo vế. Lúc này thầy sẽ được là gì nào? Lúc này thầy sẽ được là H0 T1 cộng T2. Nó sẽ bằng là 1 phần 2 G. G. Chúng ta sẽ được là ở bên trong này là T1 bình. T1 bình nhân cho T2 chứ. Thầy nhầm cái này, thầy viết nhầm phương trình trở ngang. Cộng cho T2 bình nhân cho T1. Đúng như nào? Đến đây thì chúng ta sẽ chia cho chúng đến đây thì chúng ta sẽ chia cho cả hai vế cho 1 phần 2 g, thì lúc này vế trái của mình là sẽ xuất hiện là gì nhỉ? 2H0 chia g. Vế phải thì cái số hàng này nó mất đi. Số vế phải thì số hàng này mất đi. Mặt khác 2H0 chia g thì nó chính là T bình. T bình. Ta thêm vào đây, T bình. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái phương trình đó là T bình nhân cho tổng của T1 cộng T2 bằng V phải. Đơn giản cái biểu thức đi thì chúng ta sẽ thu được đó là T là sẽ bằng căn bậc 2 của T1 nhân T2. Đấy, bằng cương được chưa nào? Dạ, được rồi.
Ví dụ số 3. Ví dụ số 3 bạn Phượng làm chưa Phượng? Làm rồi ạ. Ví dụ 3 thì Phượng làm được kết quả là bao nhiêu? Dạ. T là bằng 3,3, còn S là bằng xấp xỉ là 5,7. T bằng 3, T bằng 5 tròn. 3,3 hả? Dạ, 5 tròn số. Thời gian để viên bi chạm đất kể từ khi thả. Câu này Cường làm chưa? Dạ. Rồi Phượng làm như thế nào, trình bày cho thầy nghe xem nào, cho các bạn nghe xem. Là đầu tiên là mình tính cái lý độ của vật sau 2 giây là hết là bằng 2,7 cộng 1/2 nhân cho 1,2 nhân cho 2 bình là bằng 5,1 mét. Tức là đi tìm cái tọa độ của vật được ném ra sau sau 2 phẩy sau phẩy sau 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 2 giây đúng không? Nhưng mà là độ cao, ta gọi mình gọi nó là H0 đi. Thì nó sẽ bằng là độ cao ban đầu là 2,7 đúng không nào? Cộng cho cái quãng đường mà nó được sâu 2 giây, như là 1/2 này nhân cho 1,2 này rồi nhân cho 2 bình. Rồi 5,1 mét chuẩn rồi. Rồi sao nữa? Dạ, mình tính cái vận tốc của vận tốc này là bằng 1,2 nhân cho 2. Tức là V0 đúng không nào? V0 nó sẽ bằng là gia tốc là 1,2 này nhân cho 2 này, là mình sẽ được là 2,4 mét trên giây. Khi chạm sàn thì có tọa độ của vật là y là bằng 0 là bằng 5,1 cộng cho 2,4 nhân cho t trừ 2 trừ cho 1/2 g nhân t trừ 2 bình. Tức là mình viết cái phương trình tọa độ, phương trình tọa độ của cái vật được ném ra. Phương trình tọa độ nó sẽ có dạng tổng quát là như thế này đúng không? Y là bằng gì? Y không cộng cho V0T này cộng cho 1/2 ET bình. Rồi bây giờ Phượng viết như thế nào? Chọn hệ trục tọa độ ra sao? Dạ là chọn hệ tọa độ là trùng với ô trùng với đất, chiều hướng lên trên. Rồi, khi đó cái phương trình của mình là gì? Dạ là y là bằng 5,1 cộng cho 2,4 nhân cho t trừ 2. T trừ 2 à? Trừ cho 1/2 g nhân t trừ 2 bình. Một phần 2 g t trừ 2 bình bằng không. Bằng không là nó chạm đất. Nhưng mà chỗ này thì chỗ cái thời gian thì sao bạn Phượng lại lại có t trừ 2 trong đây? Là tại vì là cái chỗ 5,1 quá là mình chọn được cái vị trí là sau 2 giây thì mà cái thời gian chọn làm gấp thời gian là lúc mà nó mới chuyển động. Như vậy ở đây là mình phải nói rõ hơn là cái gốc thời gian là mình chọn được từ lúc là vật bắt đầu chuyển động. Còn nếu nếu bài này mà mình chọn gốc thời gian là từ lúc mà cái cậu bé này thả thả cái quả bóng ra thì chúng ta chỉ cần t thôi. Và khi chúng ta làm á thì chúng ta sẽ tính được. Ở đây là người ta yêu cầu tính thời gian để viên bi chạm đất kể từ lúc thả. Kể từ lúc thả mà.
Và để đơn giản thì chúng ta chỉ cần đặt thay này bằng t thôi, và cái kết quả mình tính được nó chính là thời gian, nó chính là đáp án của bài toán. Đấy, Phượng hình dung được chỗ đó chưa? Dạ. Còn cái mà nếu mà mình làm như Phượng thì có thể là cái mình tính ra đó chính là tổng thời gian kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc thả rồi đến khi nó chạm đất. Đấy, nó sẽ mất thời gian hơn một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải vấn đề này ra thì chúng ta sẽ được là y bằng mấy, à, t bằng mấy nha. Nếu mình đặt này là t thì chúng ta sẽ giải được chỉ là t bằng 1,3 giây thôi. Còn nếu làm như Phượng thì nó sẽ được là 3,3 giây. Nha, cái người ta hỏi là thời gian kể từ lúc thả đến khi nó chạm đất mà. Quãng đường có thời gian thì việc tính quãng đường thì sẽ đơn giản. Quãng đường của mình thì nó sẽ bao gồm gì? Nó sẽ gồm là cái quãng đường mà 5,1 nó đã đi được trước khi thả này, cộng thêm cái quãng đường mà nó đi được từ lúc thả đến khi nó đạt độ cao cực đại, đúng không? Bây giờ người ta hỏi là hỏi gì nha? Quãng đường mà Vin đi được kể từ cho đến khi nó chạm đất. Chỗ này thì Phượng tính thế nào? Dạ, là cái quãng đường thì em tính lấy Imax của nó, rồi xong rồi em cộng cho cái delta y là bằng cái Imax trừ cho cái y y không. Quãng đường mà Viên Bi đi được cho đến khi nó chạm đất kể từ lúc thả, đúng không nào? Như vậy tổng quãng đường của nó là bao gồm gì nào? Mình cái quỹ đạo nó mình tưởng tượng này, đây quỹ đạo nó như thế này, đây và cái đoạn này nó là 5 phẩy mấy mét rồi, đây 5,1 mét. Như vậy để mình tính tổng quãng đường mà nó đi được thì mình sẽ tính cái quãng đường mà nó đi được kể từ lúc ném này, tại vì cái này này đến khi đạt độ cao cực đại, rồi chúng ta phải nhân hai lên bởi nó đi lên rồi đi xuống mà, rồi cộng thêm 5,1 nữa. Như vậy tổng quãng đường của mình nó sẽ là 5,1 này cộng cho hai lần độ cao cực đại trong chuyển động ném, mà độ cao cực đại trong chuyển động ném thì nó sẽ bằng là v không bình chia cho 2g. Thay vào chúng ta sẽ tính được là cỡ 5,68 m. 5,68 m. Phần kiểm tra là đúng kết quả chưa? Đúng đúng ạ. Cường nắm được bài chưa nào? Dạ. Rồi, phần bài tập vận dụng bên dưới thì nó cũng tương tự, các bạn có thể làm không nào? Hôm sau chúng ta sẽ sửa đầu buổi, chúng ta sẽ sửa một vài bài mà các bạn chưa làm được, rồi sau đó chúng ta sẽ học bài giảng mới, bài giảng về công vận tốc. Bài này dễ nên chúng ta cũng học thời gian ngắn thôi. Mình học đến đây thôi. Để chào tất cả các bạn, để chào Phượng, để chào bạn Cường. Em chào thầy.